RCT Football xin chào đón câu lạc bộ Gumi và câu lạc bộ Number 4. Xin hân hoan chào đón những người bộ đề môn túc cầu của hệ sinh thái truyền thông thể thao God Play. Trước mắt của chúng ta sẽ là những hình ảnh đến từ sân bóng RCT. Thần Messi sẽ là người ghi tên mình lên bảng tỷ số cho trận đấu trong màu áo của câu lạc bộ Number 4. Mở tỷ số trong trận đấu này. Điều này thể hiện trận đấu của chúng ta sẽ còn diễn ra hấp dẫn hơn. Ngay lập tức thì lãnh đội Huỳnh Sang Guppy sẽ sang bằng tỷ số một đều cho câu lạc bộ Guppy. Nguy hiểm. Messi lần thứ hai giúp cho câu lạc bộ Number 4 của chủ tịch Tạ Quốc Cường vươn lên 2-1. Minh Vũ, Văn Thịnh, Messi, phong độ quá cao đến từ cây sân bàn của bên ra Thịnh Messi 3-1. Đội chủ nhà có phần mỏng manh về lực lượng so với các cầu thủ Number 4. Man Number 4 cũng không đi quá đông các bạn. Chỉ có 11 cầu thủ. Mô tô Quốc Lâm sẽ có được bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên thành 4-1 dành cho chủ tịch số 4 Quốc Cường và Number 4 là Thanh Bình, Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt sẽ rút bán tỷ số còn 2-4 cho câu lạc bộ Gumi. Trong tình huống vừa rồi Duy Khang buộc phải chôn chân thôi bạn. Đường truyền hợp lý. Xin Neymar đã có được bàn thắng thứ 5 của đá chéo chân. Xin Neymar nhìn không có mỏng manh nhưng mà đá kỹ thuật quá. Kiệt bên tiếp tục nới rộng cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 6 dành cho câu lạc bộ Number 4. Tuấn Kiệt. Bàn thắng thứ 3 dành cho câu lạc bộ Gumi. Cú đúp dành riêng cho Tuấn Kiệt. Michael cũng có một phong độ ổn định không kém gì so với tuy nhiên thì Lê Minh Được phải đối đầu với một tiền đạo có phong độ quá xuất sắc ở trong trận đấu tối đêm nay, thì Messi. Lê Minh Vũ. Đội trưởng Minh Vũ cũng sẽ có được bàn thắng. Bàn thắng này xứng đáng với những gì mà Minh Vũ đã đóng góp cho Number 4. Hoàng Tử. Hoàng Tử Nguyễn Huỳnh Minh Kha sẽ có được một clip đăng top lên xu hướng tối đêm nay. Tay nhỏ. Tuấn Kiệt, cú đá. Kiệt Tato sẽ tiếp tục thắp lại tia hy vọng cho câu lạc bộ Gumi. Thành Trường. Bàn thắng thứ 5 dành cho Gumi, người ghi tên mình lên bảng tỷ số sẽ là Lê Thanh Trương.
Quốc Lam cũng đã có được bàn thắng thứ hai ở trong hiệp đấu này các bạn. Quang Khánh. Và bàn thắng thứ sáu dành cho Cúp Bi. Lãnh đội Huỳnh Sen là người lập công. Cầu bao Di Khang cũng bắt rất là toàn diện, có khả năng trực tấn công. Và lẽ ra thì Ti và Tấn Kiệt nên có mặt sớm hơn thì Guppy sẽ có phần nào đó lấy lại được thế trận.